Sàn giao dịch bất động sản thì nó có cái vai trò là thu thập thông tin của thị trường, thu thập những cái thông tin. Vì sao có các cái giao dịch được diễn ra ở trên cái sàn đó, nên là có rất nhiều các dữ liệu. Nên là thành lập ra một cái sàn đấy thì người ta có thu thập được rất nhiều những thông tin, những nhiều dữ liệu, cung cấp được rất nhiều các dịch vụ cho thị trường. Đó. Cung cấp rất nhiều các dịch vụ cho thị trường. Phổ biến các cái chính sách, những cái bài viết, những cái thông tin liên quan đến thị trường bất động sản của nhà nước người ta cung cấp ra. Ví dụ như bây giờ là các cái bài viết SEO ở trên các cái sàn đấy là các cái bài viết chuẩn SEO, nhưng mà nó cung cấp rất nhiều những cái thông tin đấy, về thị trường, về pháp luật, về các chính sách, về các cái chủ trương, đúng chưa? Thì trên cái sàn của chúng ta hoặc trên website của chúng ta. Đấy. Hôm qua tôi gặp một cái anh môi giới, anh cũng làm môi giới ở Sài Gòn. Thế anh ấy khoe tôi là anh có một website. Đấy, website của anh là website gọi là giống như sàn giao dịch bất động sản. Thế tôi bảo, thế thì website ông đâu, cho tôi xem cái này. Thế ông mở website cho tôi xem. Ông chỉ đăng mấy cái dự án của ông bán thôi. Thì đấy nó chỉ là nơi gọi là cung cấp cái thông tin dự án của ông bán thôi. Còn một cái sàn giao dịch bất động sản là một cái nơi nó phải thu hút được nhiều người. Thì để thu hút được nhiều người và truy cập vào cái trang web của mình thì mình cần phải cung cấp rất là nhiều những cái thông tin. À, được chưa? Đấy. Cung cấp rất nhiều thông tin liên quan đến pháp lý, liên quan đến chủ trương, liên quan đến chính sách, liên quan đến quy hoạch, liên quan đến phong thủy, liên quan đến thị trường, liên quan đến xu hướng. Đấy. Mình viết rất nhiều các bài viết lên trên đó, những cái thông tin lên trên cái sàn của chúng ta. Và sàn giao dịch bất động sản cũng là một cái nơi để góp phần làm minh bạch những cái thông tin của thị trường bất động sản. Đấy. Được chưa? Và cái sàn giao dịch bất động sản nó cũng giúp cho các doanh nghiệp bất động sản có được thêm nhiều khách hàng. Những doanh nghiệp mà quản lý sàn đấy cũng có thêm được nhiều khách hàng và đa dạng hóa về mặt sản phẩm dịch vụ. Nên là mở cái sàn của chúng ta ra thì phải lên cả on lẫn ở. Ví dụ bây giờ nhá, hôm trước tôi lên tôi hỏi công ty của anh Quang ấy, anh Quang này không đi học đúng không? Thế tôi bảo anh sàn giao dịch của anh thì anh có website chưa? Anh có hệ thống internet marketing chưa? Anh có hệ thống online chưa? Thế anh nói rằng online thì cũng đang phát triển thôi. Nhưng mà đến bây giờ mới nói là đang phát triển thì thực sự là sẽ đi chậm. Nó sẽ khó lắm. Bán được một tháng một sản phẩm hoặc là hai sản phẩm ấy, thì thực sự nó không phải là sàn. Đấy, hoặc chỉ là nhà đầu tư giống như bọn tôi thôi. Nhưng mà sàn ấy là nó phải có lượng giao dịch. Mà không phải chỉ giao dịch của mình, mà là phải giao dịch của rất là nhiều người trên cái sàn chúng ta. Ta phải hiểu tư duy là như thế. Online là chúng ta phải cung cấp rất là nhiều những cái thông tin về thị trường. Nên tôi nói là nếu như anh giỏi ở trên Lâm Đồng thì anh phải trở thành một trong những cái người được công cụ tìm kiếm của rất nhiều người tìm kiếm ở thị trường Lâm Đồng. Search đến bất động sản, nhà đất hay là nhà phố hay biệt thự hay là căn hộ hay là bất động sản hay là pháp lý, bất kỳ cái điều gì đó về Lâm Đồng, chỉ cần cộng thêm chữ Lâm Đồng nữa là công ty của anh phải lên số 1. Nên top 1 Google tìm kiếm. Đấy. Còn nếu bây giờ chẳng hạn như anh chị lên trên Google mà các anh chị search về bất động sản ấy, thì có thể đâu đó các anh chị sẽ nhìn thấy video của tôi hoặc trên YouTube hoặc trên Google. Vì sao? Của tôi là có khoảng tầm là 1.700 video, mà mỗi một cái video đấy tôi tối ưu SEO là 500 từ khóa. Thì các anh chị cứ nhân lên là nó sẽ có cái lượng từ khóa tìm kiếm như thế này. Đúng không? Đấy. Thì cái lượng từ khóa tìm kiếm nó sẽ giúp cho chúng ta có cái lượng thông tin lớn ở trên thị trường. Rồi. Vai trò của sàn giao dịch bất động sản thì sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội tiếp cận với lại nhiều nguồn sản phẩm. Tiếp cận nhiều nguồn sản phẩm để chúng ta đa dạng sản phẩm. Chúng ta cũng có thể tiếp cận với lại cái lực lượng tư vấn hoặc là nhà môi giới một cách chuyên nghiệp. Một cách chuyên nghiệp. Chúng ta cũng có cơ hội để tiếp cận với các cái dịch vụ đầu tư. Ví dụ như là thiết kế ra các dịch vụ như là dịch vụ tài chính, dịch vụ pháp lý, thiết kế xây dựng, phong thủy. Cơ hội mở rộng quan hệ đầu tư thông qua các hoạt động của sàn. Trong lĩnh vực kinh doanh thì sàn nó sẽ là một doanh nghiệp, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể làm việc chuyên nghiệp hơn và tận dụng được sức mạnh của nhiều người chứ không phải là chỉ một người. Ví dụ như là tại sao mà chúng ta thành lập sàn? Vì chúng ta có nhiều người cùng hợp tác với chúng ta. Thì có một cái điều mà ngày hôm qua tôi
làm việc với một số chuyên gia về quản lý doanh nghiệp ấy, thì anh ấy nói rằng là 95% các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta là công ty gia đình. Công ty gia đình có nghĩa là anh em, bạn bè, vợ chồng thành lập một công ty. Thì các cái sàn mà chúng ta muốn lên trên sàn, lên trên chứng khoán, sàn chứng khoán hoặc IPO ấy, thì thông thường các công ty gia đình thì ít có thể có khả năng lên trên đó được. Muốn mà phát triển công ty hoặc sàn giao dịch chúng ta mà lên IPO ấy, thì chúng ta cần phải có cái lộ trình. Mà lộ trình đầu tiên nó là gì ạ? Là phải có người ngoài để vào trong doanh nghiệp của chúng ta. Đấy, thì chúng ta mới có thể IPO nó dễ dàng được, có nhiều cổ phần mà, nhiều cổ đông, đúng không ạ? Một số nguyên tắc hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. Nguyên tắc thứ nhất đó là tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản được thành lập các cái sàn giao dịch hoặc là thuê các sàn giao dịch bất động sản của các tổ chức cá nhân khác để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Thứ hai là sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân. Được chưa? Trong trường hợp doanh nghiệp thì có một vài các loại hình pháp nhân như sau. Thứ nhất là hộ kinh doanh. Thứ hai là hợp tác xã. Đấy. Thứ ba là công ty trách nhiệm hữu hạn. Và thứ tư là công ty cổ phần. Thứ năm là công ty hợp danh. Để có thể là chúng ta thành lập pháp nhân như vậy. Hoạt động của sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo nguyên tắc đó là phải công khai, minh bạch, rõ ràng và tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Công khai, minh bạch, rõ ràng, tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Có nghĩa là theo luật doanh nghiệp. Và nếu như chúng ta thành lập công ty hay là hợp tác xã hay là hộ kinh doanh thì chúng ta sẽ tuân thủ theo luật kinh doanh bất động sản và luật doanh nghiệp. Rồi. Thứ tư là sàn giao dịch bất động sản, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ bất động sản, công ty cổ phần hoặc các cái loại hình doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải chịu trách nhiệm về hoạt động của mình. Tất cả mọi thứ phải chịu trách nhiệm trước hoạt động của mình. Thì chúng ta cần phải hiểu được sàn giao dịch phải có tên. Phải có tên, phải có địa chỉ, biển hiệu, phải thông báo về việc thành lập doanh nghiệp. Thì khi mà chúng ta thành lập công ty thì chúng ta cũng cần phải thông báo mà. Phải đăng ký báo cáo doanh nghiệp, rồi đăng ký thành lập công ty, thành lập hợp tác xã hoặc thành lập hộ kinh doanh. Và phải viết báo để đăng ký công khai cái sàn của mình. Được chưa? Và trước khi hoạt động thì chúng ta cần phải có thông báo lên các cơ quan, các chính quyền địa phương hoặc các cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt là cơ quan thuế. Khi thành lập doanh nghiệp xong thì trước đây chúng ta cần phải thông báo với cơ quan thuế. Nhưng bây giờ thành lập doanh nghiệp xong thì cái doanh nghiệp chúng ta nó sẽ liên thông từ cái sở kế hoạch đầu tư, nó sẽ liên thông đến cơ quan thuế luôn. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng Phạm Văn Nam. Để không bị bỏ lỡ những video mới, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể bấm xem các video tiếp theo ở bên tay trái, bên tay phải. Bên dưới phần mô tả video này, tôi có để rất nhiều quà tặng dành cho bạn. Hãy nhận nó nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.